hai con chuột lang về làm thú cưng. Một thời gian sau, cặp đôi hốt hoảng cầu cứu chuyên gia. Năm 2017, một cặp vợ chồng sống tại phía đông nam nước Anh đã mua hai con chuột lang về nuôi làm thú cưng. Họ nghĩ rằng việc chăm sóc con vật bé nhỏ và đáng yêu này sẽ là một việc làm đơn giản, mang đến cho nhiều niềm vui. Thế nhưng chuột lang là loài sinh sản cực nhanh, chỉ sau khi sinh con từ 6 đến 48 tiếng, con cái sẽ lại mang bầu tiếp. Những con chuột lang con sinh ra cũng lớn rất nhanh và đến 4 tuần tuổi là chúng có khả năng sinh nở. Quá trình mang thai chỉ mất từ 2 tháng, thế nên chỉ trong một thời gian ngắn, cặp vợ chồng kia đã tá hỏa khi có tới 160 con chuột lang chạy quanh vườn nhà. Không biết làm sao, họ đã gọi tổ chức cứu trợ chuột lang địa phương tới giúp, nhưng vì số lượng chuột quá nhiều nên một tổ chức khác tên là Worthing Junior Pig Rescue đã phải hỗ trợ. Hy vọng câu chuyện giở khóc giở cười này sẽ giúp những người thích chuột lang có nhiều thông tin hơn khi lựa chọn chúng làm thú cưng nhé.